phải được nhá. Nhắc người ơi, sớm nay cho đi. Chứ mà thường thường là thấy mình hay không à? Thường thường thấy mình hay không à? Bên này phải dở dở kia, dở là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chay. Ăn chay ngon lắm anh Ngọc. Chay ngon lắm. Miễn phí à. Dạ lấy chốt qua xong rồi nó về đâu à. Ngon kiếm ăn bà già. Má chở con quay về được thôi. Đến mà. Lúc qua xong. Tháng đi thì không đông. Nãy giờ đóng được rồi. Về được không nha. Không quay về bến đợi người xưa. Bài kỳ bài sàng sáng sàng sàng xong đi không bài kỳ đấy nghe cũng hợp tính hợp tình hợp lý mà nghe có hợp tình hợp lý mà bài kỳ còn nghe có hợp tình hợp lý mà ta thì á có con chốt mà sàng sáng sàng sàng xong mà không biết được. Không biết gì bầu chứ gặp anh lấy tiền muốn mấy cái lấy tiền con chốt sang công chốt ba sầu lộ sẵn sàng 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 xong chốt ba sầu lộ đi nó không mà mấy bà chốt ba lòng còn tức là kể đến sầu lòng đó mẹ ơi em nén anh nó ra đi anh nói bậy lắm mấy anh chơi tới thời điểm này á trời lớn vậy mà chưa biết câu này trời ơi nó bậy hay lắm chốt sàn sồn chốt đồ 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 lớn rồi mà chưa biết cái này thôi mấy anh còn hiểu quá hài quá hài vãi đó là nguy cơ quá đó đừng để mình la hãy cười nha cười nó chết cũng sao đó mấy người đợi có cái bài gì mà coi như là lấy bản quyền mà đọc Việt Nam bài đó có đường đâu đi về đó hay luôn hay luôn mà đó này của trời không chịu về đâu rồi sao mà cũng không quan tâm bắt xảy ra mà phải mà phải cứ chiếu tới chiếu lui vậy ngoài lấy tiền giờ biết hát bài đó không à anh mua cho gói còn chốt sang sồn chốt đo trồ lộ hay quá cái gì mới là từ chứ làm gì gấp vậy anh em ông mà cái gì mới là từ làm gì gấp vậy đúng không còn bao nhiêu nơi góc phố bông em xa mà đã đến lúc nói lên câu giá tử đường tình liệu hai nói đi các bạn hát được không hả các bạn hát đi bình thường có gì đâu rồi để xem hai chúng ta tình đã lỡ mang kia thương nhau cầu mong cho em mau qua đây chi dân xưa chứ có cào thì chết rồi chứ không ăn chứ về đó hả à.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng chứ là thăm bí mà. Có đồng chứ bắt giò thăm bí trước đã chứ. Làm điên nữa, đủ mấy cái gì biết rồi. Làm điên mãi tròn cho ăn xe đồ là đủ. Chỉ có vậy thôi. Bỏ điểm kìa. Tôi cũng đâu có hiểu được đâu, tôi cũng đài thôi. Tôi hiểu được đâu. Xung đúng pháo gì dở mà. Pháo này chạy xe bay là nó ngồi. Tôi có hiểu gì đâu. Trời ơi. Đảo cảnh sát hiểu được. Nó đang gồng chỗ đó, mình đảo cảnh mình chạy bay này đúng là thua. Xung đúng pháo gì dở mà. Khu đó làm gì kệ nó. Kệ nó hả? Giúp gì theo bắt pháo mình chạy qua đây là thua. Thank you.
cái gì muốn dữ vậy muốn dữ vậy ta này bệnh hoạn quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng là mọi người suy nghĩ, nãy các bạn không có thông tin. Em bu hết vào cái nách này nè, có chết rồi. Nãy ra nếu mà theo chiến thuật của em á, là em bu cái nách này muốn là xong. Đỡ nó không chết sao? Chết thì mình lăn đùng nên mình chết. Những mối nó thiệt ngộ kìa. Đỡ nó không chết sao? Không chết. Ai vậy hả? Nghe bác Kiến ơi. Hello. 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 Rồi nghe rồi, rồi giờ nghe. Mới đi ra quận Tân Kiện, quận 5 về mới chạy cái chỗ bay cờ nè. Cái chỗ bay cờ nó lại tục thành nè. Không chở bây giờ tao đi. Hôm qua đi ngày rồi. Ủa?
rồi xuống đi đâu kỳ vậy? Đâu ăn xe đi đâu ba? Ăn xe đi đâu? Xe không đủ là hàng chốt lấy công chiếu tay đó, băng qua một chiếu, lấy ra một chiếu. Tôi không tin đời tôi coi em sẽ sao em lắm xuống mà em rời xa gió mưa qua muốn ăn là không có ngày mình xa nhau rồi mai đây không chừng lên luôn á cà đấy coi cà dây mẻ u luôn thiệt tình sao yếu dữ vậy trời chết tôi vậy quá cà lép chút xíu thôi mày thua luôn lấy bao nhiêu xíu rồi thua luôn rồi. Lại lấy cái này nè. Máu thì số bằng nhau mà. Thằng Hảo nha, cái chân anh nữa nha. Anh nghe đồn nhiều lắm rồi đó. Trường thao chân qua tới đây dữ vậy. Wow.
vậy? Rồi rau giòn. Ảo vậy? Rồi khúc rồi xong nha. Lúc đó em mới ăn không phải là ông ra tiếng đâu.
đợt nó đang âm thầm dụng gì á, làm gì để đánh lừa đánh lộn thằng ta bu cho đó để người ta để mình tặng kia chứ làm gì có cái chuyện thay đổi tiếng gì cũng ra tí cái đủ dấu này dấu kia mình ba hết trơn thì là ông cố tình trả lấy cho mấy người già đừng chồng thôi à thằng gan tự rất là đáng tự nhiên cái đang kiểu nói về thằng gan cà đáng không tự hết cái đó chỉ dành cho mấy tụt đi nhưng mà ý ông là thành cái tiếng quốc nữ luôn là thay đổi giấc có ba là hết sao mà đổi bao nhiêu trăm năm cả ngàn năm nay mới ra được chi đó thấp dù mấy giờ thay đổi hết biết tốn bao nhiêu tiền nhưng mà đó là ta biết rồi mấy người dân tâm cũng thấy giờ đánh lạc hướng thôi cái cũng tập dụng gì á giờ nghĩ lâu quá nữa không như bộ đàn của mấy anh ơi không được phải cách người ta quên gì mà đi đi đông à nước đợt biển đông đúng rồi ạ không chồng quá dân là điện vậy thôi lần đầu ra cái này nó bu vô nè không có bao lắm
cho mèo nhẹ. Trời không chạy nó gánh đầu sao má. Đó, hàng đang khen mà. Đang khen mà. Trời ơi, ông chạy nó gánh cho đầu cái rồi xong nháo, nháo chứ cu. Gánh mẹ. Chết nghe. Chạy là chết đó, đừng giận. Vì sao thế, anh phải đi xa. Cây cối đứng trên cửa nhà thôi chứ nó đã làm gì đâu. Chút nó chọi một lần này mới chết.
cầu tổng tiến công là hốt nó liền á. Không, mình là nó có cái cầu dạng quân công thành. Thoải mái vô đi. Mình là có cầu dạng quân công thành nó khác. Thành hết quân thắng. Thành hết quân thắng luôn hả? Trời không biết đi. Có lẽ bán lên cái được rồi đi qua đi qua giá để chọc chiếu ý sao đúng không, không chiếu ý sao đúng được. Trời ơi. Phần đầu bà con muốn bà con hơn gì trời. Dạ mất hơn không? Hai nữa. Vậy sao chứ nhìn sao hả? Mất kết nối là chuyện đó bình thường. Ở đâu? Tất nhiên là cơ bản. Bao nhiêu tiền mình
Của con á cái gì? Ủa? Quỳnh Nguyên. Ồ, nhìn giống quá. Quỳnh Nguyên. À, của con. Đẹp ở sấm đào cho đời mỏi mệt, hỡi hai dân ta có dân trăm năm mồi đi về không chịu để không đi em đúng rồi cái năm đầu cái năm nay cái năm đầu 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 cái năm
Tập theo luôn. Tôi không xảy tự nhiên, nó bẹo bẹo như vậy.